Quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Triều Tiên gọi Hàn Quốc là quốc gia xa lạ, lên tiếng cảnh báo dùng vũ lực. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 18 tháng 10 cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gọi Hàn Quốc là một quốc gia xa lạ, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm. Những phát biểu này được đưa ra trong chuyến thị sát trụ sở Quân đoàn 2 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 17 tháng 10, hai ngày sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Ông Kim Jong-un cho biết, khi chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm, thì lực lượng vũ trang của Triều Tiên sẽ được sử dụng không do dự, không cần tuân thủ các điều kiện. Trước đó, ngày 17 tháng 10, Triều Tiên tuyên bố rằng các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. KCNA cho biết, theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 15 tháng 10 đã thực hiện biện pháp cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt của Triều Tiên dẫn đến Hàn Quốc qua các khu vực phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên. Động thái này được cho là một phần của quá trình phân tách hoàn toàn giữa lãnh thổ của Triều Tiên và Hàn Quốc và được thực hiện theo từng giai đoạn. Trong khi đó, khoảng 1,4 triệu thanh niên Triều Tiên, bao gồm sinh viên và cán bộ đoàn thanh niên đã nhập ngũ hoặc trở về quân đội trong tuần này. Thông báo này được KCNA đưa ra vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo cao. Hàn Quốc tham vọng thống nhất hai miền Triều Tiên. Ngày 17 tháng 10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Jong-ho nhấn mạnh đối với Seoul, việc thống nhất bán đảo Triều Tiên là nghĩa vụ mang tính chất đạo đức. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đã từ chối ý tưởng thống nhất và xác định Hàn Quốc là một quốc gia thù địch trong hiến pháp của nước này. Phát biểu tại thủ đô Washington trong chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Kim Jong-ho nêu rõ có nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề thống nhất, nhưng đối với người Hàn Quốc, việc thống nhất bán đảo Triều Tiên phải được nhìn nhận từ góc độ đạo đức và giá trị gắn kết, thay vì chỉ tập trung vào những lợi ích và chi phí kinh tế. Ông cũng khẳng định Hàn Quốc sẽ theo đuổi một sự thống nhất tự do và hòa bình. Theo học thuyết mà Tổng thống Yoon Suk-yeol đã công bố vào tháng 8 vừa qua, dựa trên các nguyên tắc tự do, hòa bình và thịnh vượng. Quan chức này nhấn mạnh, bên cạnh tiếp tục tìm kiếm đối thoại với Bình Nhưỡng, Seoul sẽ triển khai mọi biện pháp khả thi để tạo nền tảng cho việc thống nhất hai miền Triều Tiên. Trước đó, ngày 16 tháng 10, Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Nhật, Hàn lần thứ 14 đã diễn ra tại Seoul. Trong đó, các bên đặc biệt đề cập đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Tại buổi họp báo sau hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cùng hai người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hong-kyun và Nhật Bản Okano Masataka đã nhất trí sẽ giữ vững mối quan hệ đồng minh, tăng cường hợp tác an ninh thông qua sự phối hợp chặt chẽ để ứng phó kiên quyết với các biến động trong khu vực. Căng thẳng Triều Tiên-Hàn Quốc có thể leo thang thành xung đột quân sự. Giới chuyên gia nhận định, mặc dù tình hình Hàn Quốc và Triều Tiên có vẻ căng thẳng, nhưng không có khả năng leo thang thành cuộc chiến toàn diện. Việc Triều Tiên cho nổ tung một số đoạn đường bộ và đường sắt nối liền với Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 3 là một trong những động thái làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh, hành động của Triều Tiên là cực kỳ bất thường. Trước đó, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều khiển máy bay không người lái UAV bay qua thủ đô Bình Nhưỡng. Hàn Quốc không xác nhận cũng như không phủ nhận cáo buộc này. Hôm 14 tháng 10, em gái chủ tịch Kim Jong-un, bà Kim Yo-chang cảnh báo, khoảnh khắc một UAV của Hàn Quốc bị phát hiện một lần nữa xuất hiện trên bầu trời của thủ đô Triều Tiên chắc chắn sẽ dẫn đến một thảm họa khủng khiếp. Chia sẻ với Business Insider, giới chuyên gia nhận định việc Triều Tiên phá hủy các con đường chủ yếu mang tính biểu tượng và không có khả năng dẫn đến chiến tranh với Hàn Quốc. Hầu hết các tuyến đường liên triều đã bị đóng cửa kể từ năm 1953, ông Chim Hoare, nhà sử học và cựu nhà ngoại giao Anh tại Triều Tiên cho biết. Theo ông Hoare, hành động phá hủy của Triều Tiên chỉ mang tính biểu tượng và không ảnh hưởng gì đến tình hình thực tế. Nếu đang lên kế hoạch tấn công, họ sẽ không cho nổ tung các tuyến đường, ông Hoare nói. Ông Edward Howell, thành viên quỹ Hàn Quốc tại Chatham House, cũng cho rằng sự leo thang ngày càng gia tăng đều là một phần trong chiến lược hiện tại của Triều Tiên, đó là chiến lược bên miệng hố chiến tranh. Theo ông Howell, trong quá khứ Triều Tiên từng tăng cường các hành động khiêu khích vào những năm bầu cử của Mỹ. Họ muốn thử nghiệm và xem liệu Mỹ có nhượng bộ hay không, ông nói. Ông Peter Ward,
nhà nghiên cứu tại Viện Sejong ở Seoul nói với tờ Financial Times rằng đối với Triều Tiên, việc phá hủy các con đường đóng vai trò như một cảnh tượng kịch tính để khán giả trong nước và quốc tế thấy sự thù địch và bất bình của họ đối với Hàn Quốc. Đó là cách họ thu hút sự chú ý mà không kéo theo phản ứng quân sự, bởi vì cuối cùng, tất cả những gì họ đang làm là phá hủy những con đường ở bên họ. Nếu một ngày nào đó họ muốn xây dựng lại chúng, thứ duy nhất họ có rất nhiều là bê tông, ông Peter nhấn mạnh. Căng thẳng Hàn Quốc-Triều Tiên đã âm ỉ kể từ trước khi cuộc chiến Liên Triều chia cắt hai miền vào năm 1953. Cách tiếp cận của Triều Tiên trước đây là hướng tới thống nhất, nhưng điều đó đã dần thay đổi. Vào năm 2020, Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc Trung Liên Triều tại Kaesong. Tới tháng 12 năm 2023, truyền thông Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố ông sẽ không còn tìm cách thống nhất hai miền mà xem Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Tới ngày 17 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết Quốc hội nước này đã hoàn thành việc sửa đổi hiến pháp, qua đó xác định rõ ràng Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Theo Bloomberg, thương mại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã giảm xuống gần bằng không từ mức 2,7 tỷ USD vào năm 2015. Còn theo phân tích của Bloomberg Economics, một cuộc chiến tranh toàn diện trên bán đảo Triều Tiên có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 4.000 tỷ USD trong năm đầu tiên. Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA hôm 17 tháng 10 cho biết, Hội đồng Nhân dân tối cao, tức Quốc hội Triều Tiên đã sửa đổi hiến pháp, trong đó chỉ định Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Bước đi phù hợp với tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un từ bỏ mục tiêu thống nhất bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng ngày một leo thang với Hàn Quốc. Cũng theo KCNA, Triều Tiên đã cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc sau khi cho nổ mìn trên diện rộng. Nước này khẳng định đây là hành động hợp pháp chống lại một quốc gia thù địch theo định nghĩa trong hiến pháp. Tuần trước, Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên đã tổ chức phiên họp toàn thể kéo dài 2 ngày, dự kiến sẽ sửa đổi hiến pháp để chính thức coi Hàn Quốc là một quốc gia riêng biệt và là kẻ thù chính. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước không đưa tin về động thái này, làm dấy lên suy đoán liệu việc thay đổi hiến pháp có bị trì hoãn hay không. Quan hệ Liên Triều đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Thời gian qua, chứng kiến liên tiếp các hành động ăn miếng trả miếng lẫn nhau giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Trong khi Triều Tiên hủy bỏ hoàn toàn các chính sách và cơ chế liên quan đến hòa giải với Hàn Quốc, thì Seoul cũng tăng cường tiềm lực quân sự, củng cố liên minh với Mỹ thông qua thực hiện các biện pháp răn đe mở rộng. Cũng theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Triều Tiên ngày 17 tháng 10 tuyên bố rằng các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. KCNA cho biết, theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 15 tháng 10 đã thực hiện biện pháp cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt của Triều Tiên dẫn đến Hàn Quốc qua các khu vực phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên. Động thái này được cho là một phần của quá trình phân tách hoàn toàn giữa lãnh thổ của Triều Tiên và Hàn Quốc và được thực hiện theo từng giai đoạn. KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên nêu rõ. Vào ngày 15 tháng 10, các đoạn đường bộ và đường sắt dài 6 mét ở Kamhori, huyện Kosong, tỉnh Gangwon và các đoạn đường bộ và đường sắt dài 60 mét ở Tongnari, quận Panmu, thành phố Kaesong đã bị cắt đứt hoàn toàn bằng cách nổ mìn. Trước đó, phía Hàn Quốc cho biết sáng ngày 15 tháng 10, Triều Tiên đã cho nổ một phần các tuyến đường kết nối với Hàn Quốc. Trước đó vài ngày, Bình Nhưỡng đã tuyên bố sẽ cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt từng được coi là biểu tượng của hợp tác liên triều. Các tuyến đường bộ và đường sắt Gwanggui và Đông Hê từng là cầu nối quan trọng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, được sử dụng cho các hợp tác dự án kinh tế và chương trình nhân đạo.